Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review nhà mẫu của Chất Ri. Ngày hôm nay Thịnh lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một công trình ngay phía sau Thịnh đây thôi. Đây là một công trình thiết kế theo kiểu nhà ngang với phong cách thiết kế theo kiểu nhà vườn và kết hợp đó là mái Nhật, và với những tông màu sắc rất là bắt mắt. Vậy thì hãy cùng hình dung xem, chiêm ngưỡng xem cái công trình này có gì đặc biệt. Xin mời quý vị. Nói qua một chút công trình này thì đây là một công trình nhà ngang. Ngày xưa nếu như mà công trình nhà cấp 4 thì các cụ gọi là nhà ba gian. Tuy nhiên thì đây là một công trình cải tiến theo phong cách hiện đại với 2 tầng, cùng với đó là những thiết kế rất là sáng sủa. Và tiến vào sâu bên trong này, giống như các công trình nhà ba gian ngày xưa thì chính diện sẽ là phòng khách. Nếu như mà kết hợp đó thì đây sẽ là phòng thờ, nếu như cái khu vực thờ cúng, nếu như là nhà ba gian. Tuy nhiên do là công trình tầng 2 thì khu vực phòng thờ sẽ được kết hợp với cái công năng tầng 2, đã được chúng ta sẽ tìm đến. Đây là khu vực phòng khách, cho nên cũng mới vào ở thôi. Cho nên là cái về mặt nội thất thì cũng gia chủ cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên thì về cơ bản cũng đã sử dụng được. Khu vực phòng khách, biết tiếp đến trong này là khu vực phòng bếp. Với tổng diện tích đâu đó cái khu vực phòng khách thì rất là rộng, khoảng đâu đó gần 40 m². Còn khu vực bếp này thì nhỏ hơn một chút, với diện tích đâu đó là hơn 14 m². Thì cái khu vực bếp này thì gia chủ hiện tại cũng đang sử dụng và thiết kế với nội thất cơ bản rất là đẹp mắt, rất là sáng sủa. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy bàn bếp được thiết kế đó là gạch đá, chính xác là đá marble vân mây. Kết hợp với đó là hệ tủ được thiết kế đó là gỗ công nghiệp rất là sáng sủa. Và những cái chi tiết mà thiết kế hiện đại thường nó sẽ không có tay cầm, và thường mở ra thì chúng ta sẽ móc ở dưới này. Nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn cũng như gọn gàng hơn cho cái tổng quan công trình này. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy bếp điện và tủ lạnh và bà đang sử dụng. Phía bên này chúng ta sẽ đi sâu hơn về phần trong này, thì là một cái khu vực nhà vệ sinh với đầy đủ, ví dụ như lavabo, rồi thì thiết bị vệ sinh, rồi thì nhà tắm rất là đầy đủ. Đó. Với công trình này thì khá là rộng, chiều sâu hơn 7 m cơ mà. Cho nên là được cái phần mặt bằng công năng tầng 1 sẽ được thiết kế hai bên. Bên kia cũng vậy, bên này cũng vậy, là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ thì đang sử dụng cho ông bà, bởi vì ông bà thì nghĩ rằng là rất là tiện ích, bởi vì ông bà cũng là già rồi. Cho nên là cái việc mà leo trèo cầu thang rất là khó. Cho nên chúng ta cần phải thiết kế hai phòng ngủ như thế này để dành cho ông bà. Đó. Tiện lợi hơn về mặt di chuyển, về mặt sinh hoạt cũng như là sử dụng rất là tiện ích hơn rất là nhiều. Phía bên trong này cũng vậy, cũng là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ hiện tại đang là của ông. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía khu vực mặt bằng công năng tầng 2. Tuy nhiên trước khi đến tầng 2 thì mình muốn chia sẻ về cái bộ trần này. Quên mất. Những chi tiết rất là tinh tế và được thiết kế rất là sáng tạo của các kiến trúc sư. Những chi tiết rất là mềm mại và đánh bậc thang, nó tạo cảm giác gì đó rất là sang trọng. Bên cạnh đó vẫn có một sự quyền lực, và đâu đó nó sẽ có một nét gì đấy rất là phố. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta đang có mặt tại Hưng Yên. Và bên này lại là đèn. Để chúng ta bước lên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái hệ đèn pha lê chiếu thẳng từ trên nóc mái xuống đến tận tầng cầu thang tầng 1 như thế này. Tiến lên phía khu vực mặt bằng công năng tầng 2 này, chúng ta sẽ đến với có gồm tất cả 3 phòng ngủ, một phòng thờ, kết hợp với đó là nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên. Đây là một phòng ngủ mà anh đã dự định sẽ sử dụng, đó là khi anh đi công tác về thì chắc là anh sẽ ở cái phòng ngủ này. Và với cái nội thất được thiết kế rất là đồng bộ nhau và rất là đầy đủ. Ví dụ ở đây là giường, tủ, rồi thì bàn học, bàn trang điểm, bàn làm việc, đúng không ạ? Nếu không nhầm thì đây là gương cảm ứng, gương sáng. Rất là đẹp mắt. Và mọi chi tiết quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là rất là vừa vặn với nhau. Kích thước đây đâu đó thì khoảng 11 m² thôi. Tuy nhiên thì cũng rất là đầy đủ. Ta sẽ đến với cái hệ khu vực, đó là khu vực thờ cúng tâm linh. Rất là giống với những cái công trình nhà ngang hay ngày xưa gọi là nhà cấp 4 ngày xưa ấy, thì chúng ta có những cái khu vực thờ cúng này thì thường gia chủ sẽ sử dụng rất là rộng rãi để tạo lên một nét gì đó nó trang nghiêm, nó uy nghi hơn. Đó, ở đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy hệ tranh treo tường, ốp gỗ, kết hợp với đó là kệ thờ được thiết kế một màu trầm trầm,
nó tạo ra khu vực này một cảm giác uy nghi. Đó. Ở đây thì quý các bạn có thể nhìn thấy đó là hệ trần thì được làm trần thạch cao, sau đó thì lắp những đèn trần dọc theo cái hướng lối đi hành lang này, sẽ tạo lên một cảm giác rất là sáng sủa. Và phía bên này là cái khu vực phòng ngủ số 2 của mặt bằng công năng này, cũng được bố trí và thiết kế đâu đó khoảng 10m2 và được thiết kế một hệ cửa sổ khá là lớn và thông trực tiếp ra phía sân vườn ở phía trước ngôi nhà. Đó. Đây là sẽ là những cái góc quan sát rất là chill, rất là đâu đó nó sẽ gần gũi thiên nhiên hơn và chúng ta có thể đảm bảo an ninh cho toàn thể ngôi nhà khi mà chúng ta ở trong căn phòng ngủ này. Tiếp theo đó ở phía bên phải này lại là một phòng ngủ tiếp theo, đó là phòng ngủ số 3 của mặt bằng công năng này. Đó. Cũng với diện tích cũng không cần đâu đó quá lớn cả, khoảng 10m2 và do quỹ đất rất là rộng cho nên là mọi hướng của công trình này đều có thể mở được cửa sổ. Ở đây thì các kiến trúc sư cũng thiết kế một chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, tuy nhiên cũng đảm bảo về mặt thông thoáng cũng như ánh sáng trong ngôi nhà này và sẽ được nhìn trực tiếp ra khu vực sân sau. Khu vực sân sau thì hiện tại gia chủ đang sử dụng nó trồng rau, một cái quỹ đất rất là lớn ở công trình này. Và phía cuối này thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là khu vực nhà vệ sinh, cũng được thiết kế rất giống với khu vực nhà vệ sinh ở phía tầng 1 với đầy đủ lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm rất là sạch sẽ, rất là sáng sủa. Và đối diện phòng thờ ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một khu vực ban công rất là rộng rãi ở đây thì và cái ban công này thì chúng ta có thể phóng tầm mắt ra toàn thể cái khu vực sân vườn ở phía trước, một khu vực rất là rộng rãi. Trên này quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là hệ ban công này được thiết kế những cái lam bê tông dọc như thế này, kết hợp với đó là mái kính thì để đâu đó một phần giúp cho cái khu vực này nó mát mẻ hơn cũng như là đảm bảo về mặt thẩm mỹ ở công trình này, kết hợp với đó là hai trụ cột quý vị các bạn có thể thấy. Và với cái công trình được thiết kế sân vườn và tất cả mọi thứ từ mái về bờ tường này, quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là gia chủ đã thiết kế những hệ đèn rọi, sau này vào buổi tối nhìn cái công trình này nó sẽ nổi bật hoàn toàn so với cái công trình xung quanh đó. Và thưa quý vị các bạn, vừa rồi chúng ta đã được chiêm ngưỡng một cái công trình toàn thể, một cái công trình bao gồm cả sân vườn. Nội thất thì tuy nhiên chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà về công năng thì Thịnh nghĩ rằng là đây là một công trình rất là tuyệt vời. Chắc hẳn qua video vừa rồi thì chúng ta xem xong cũng có thể chắt nhặt ra được những chi tiết cũng như là rất là thích thú, cũng như có thể áp dụng vào công trình của mình sau này. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video vừa rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào.